Vâng như thường lệ thì trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin nổi bật đã được báo chí cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, việc khôi phục đường bay quốc tế khiến nhiều người Việt xa xứ trộn rộn niềm vui khi mà thời điểm Tết Nguyên đáng của chúng ta đang đến rất gần. Tuy nhiên cũng không ít người lo ngại vì nếu quản lý cách ly không chặt chẽ thì diễn biến dịch bệnh trong nước sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Trang ba báo phụ nữ Việt Nam bàn về vấn đề này qua bài viết mở lại đường bay quốc tế cần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Theo các hãng hàng không cho biết trong thời gian qua các chuyến bay quốc tế đến và đi ở Việt Nam đều là các chuyến bay hồi hương, chuyến bay theo hình thức thuê chuyến chỉ, chỉ chở khách một chiều nên chi phí cao hơn so với bay thương mại thường lệ tức là chở khách hai chiều. Sắp tới khai thác trở lại các đường bay quốc tế thường lệ chở khách hai chiều thì chi phí vé máy bay chắc chắn sẽ thấp hơn trong thời gian vừa qua. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, nhu cầu công dân về nước hiện vào khoảng 200.000 người. Dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần sắp tới, nếu tạo điều kiện để bà con về nước, con số này sẽ còn tăng hơn. Lượng người nước ngoài đang sống, làm việc và học tập tại Việt Nam, thân nhân mong muốn đến Việt Nam để ghé thăm cũng không nhỏ. Cục Hàng không Việt Nam ước tính lượng khách quốc tế có thể đến Việt Nam trước mắt là khoảng 500.000 người. Vừa qua, chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Với văn bản hướng dẫn này, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không phải cách ly tập trung. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng nêu rõ, người nhập cảnh tự chi trả phí xét nghiệm, cách ly, khám chữa bệnh và các chi phí có liên quan tất cả người nhập cảnh được khuyến khích là tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày đầu tiên. Chuyển sang một bài viết với một lĩnh vực đáng chú ý khác. thưa quý vị, sự việc đau lòng xảy ra mới đây khi mà một nam sinh lớp 6 nhảy từ tầng 22, chung cư ở quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội và rơi xuống đất tử vong đã để lại nỗi đau xót tột độ và sự dai dứt cho những người ở lại. Trang 6 báo Phụ nữ Việt Nam có bài viết bình luận xung quanh sự kiện này với tiêu đề bài viết: Đừng nghĩ rằng trẻ chỉ dọa thôi chứ không dám tìm tới cái chết. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, thời gian gần đây tỷ lệ trẻ bị tổn thương sức khỏe tâm thần theo đánh giá của UNICEF đang có chiều hướng tăng lên từ 5 đến 7 lần so với trước đó. Trong đó các nhóm tuổi từ 15 đến 17 có nguy cơ lo âu trầm cảm cao nhất. Quá trình đó thường diễn ra trong một thời gian và được thể hiện qua một số hành động, lời nói bất thường. Nếu cha mẹ, người thân của trẻ phát hiện kịp thời, sẽ có thể giúp đỡ trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, đáng tiếc là việc phát hiện đôi khi diễn ra quá muộn khi trẻ đã bị dối nhiễu tâm lý ở mức độ nặng hoặc khi đã tự tìm tới cái chết. Chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Thu Hà cho biết, dối nhiễu tâm lý học đường, trong đó có stress ở Việt Nam, cần phải được quan tâm đúng mức. Lâu nay, nhiều cha mẹ mới chỉ quan tâm đến những vết thương trên cơ thể. Khi dối, liễu tâm, khi dối nhiễu tâm lý thì rất nguy hiểm vì âm thầm diễn tiến bên trong. Đặc biệt, hai năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, trẻ lại gặp khó khăn khi không được đến trường học trực tiếp nên giảm đi cơ hội được tiếp xúc với bạn bè, cộng đồng. Thời gian trẻ gắn với máy tính, Internet để học trực tuyến kéo dài cũng khiến trẻ có nguy cơ bị căng thẳng, stress. Cha mẹ đừng nghĩ rằng trẻ chỉ dọa thôi chứ không bao giờ dám tìm tới cái chết. Hay trẻ có biểu hiện như vậy là đang chống đối nên càng mắng bỏ, thúc đẩy trẻ đi tới hành động tiêu cực cũng liên quan đến câu chuyện về trẻ em học sinh trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì mọi hoạt động đều dịch chuyển trên mạng internet, kéo theo rủi ro lớn cho các bậc phụ huynh và trẻ em như là lộ thông tin, bị lừa đảo đánh cắp dữ liệu, dụ dỗ lôi kéo tiếp cận thông tin giả mạo. Trên trang chính của báo pháp luật Việt Nam có bài viết cảnh báo về vấn đề này với tiêu đề: Cách nào bảo vệ học sinh khi học trực tuyến? Ông Nguyễn Minh Đức là CEO Kim Foundation của Sagrada cho rằng, cùng với việc kết nối online nhiều hơn thì các chiến dịch tấn công mạng cũng đã gia tăng. Đặc biệt là trong các hộ gia đình, các em nhỏ đang làm quen với việc học trực tuyến. Khi mà có điều kiện được tiếp xúc với các thiết bị máy tính smartphone, rất có thể sẽ bị lôi cuốn vào các vấn đề diễn ra trên mạng. Theo các chuyên gia chia sẻ, nếu sống quá nhiều trên không gian mạng thì các rủi ro kéo theo là rất lớn, ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của người dùng. Giáo sư tiến sĩ Quỳnh Văn Sơn là hiệu trưởng trường đọc sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các nhà trường cần đẩy mạnh các biện pháp như phổ biến về luật an ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội một cách hiệu quả. Bên cạnh đó cần chú ý bồi dưỡng cho giáo viên một cách căn bản có tầm nhìn về việc sử dụng mạng internet, nhất là kỹ năng chuyển đổi số và phát triển các giá trị văn hóa học đường trên không gian mạng không chỉ là việc hướng dẫn các thao tác kỹ năng mà các chia sẻ về nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân, quản lý tài khoản, ứng xử với người lạ hay các tình huống có nguy cơ quản lý thời gian sử dụng internet mạng xã hội, các biểu hiện văn hóa trên môi trường mạng, trách nhiệm của học sinh về an ninh mạng và ứng xử mạng văn minh là không thể thực hiện một cách chậm trễ. quay trở lại với đời sống đô thị đến với một bài viết đáng chú ý. À, thưa quý vị, nếu như trước đây người dân đi mua nhà chỉ mong để có được chốn an cư thì nay họ đã chú ý nhiều đến chất lượng chỗ ở. Cụ thể là khách hàng đang nhắm tới những dự án có nhiều tiện ích nội khu, có diện tích mảng xanh lớn Tuy vậy, thì trong số 1.300 dự án cấp phép mới và hoàn thành tính đến tháng 9 năm nay là năm 2021, thì chỉ có 201 dự án được Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC công nhận là chứng chỉ xanh. Trên trang số 7, báo Giao thông có bài viết phân tích về vấn đề này với tiêu đề bài viết Vì sao căn hộ xanh sẽ là phân khúc vàng? Theo đó, nhiều chuyên gia nhận định bất động sản xanh sẽ là phân khúc vàng thu hút khách trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản cho hay, trước đây bất động sản xanh vốn đã được người mua nhà quan tâm. Hiện nay trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu với phân khúc này sẽ càng lớn hơn bởi nhiều người mong muốn có một môi trường sống an toàn. Vì thế, chắc chắn nhiều khách hàng sẽ tìm đến dự án bất động sản xanh trong thời gian tới. Cũng theo ông Đính, dự án xanh không đơn giản chỉ là trồng nhiều cây xanh mà phải tổng hòa nhiều yếu tố như là công trình có khí trời nhiều, ánh sáng tự nhiên nhiều hơn là sử dụng năng lượng, năng lượng sử dụng bằng thiết bị tiết kiệm, không tạo độ thải ra môi trường. Vật tư cũng phải gần gũi với thiên nhiên, ít khói bụi. Chính vì vậy, chi phí đầu tư bất động sản xanh sẽ cao hơn bất động sản thông thường từ 10 đến 20%. Nếu 1 mét vuông xây dựng thông thường chi phí từ 7 đến 10 triệu đồng thì bất động sản xanh sẽ vào khoảng 8 đến 11 triệu đồng tuy nhiên những dự án dân cư đạt tiêu chuẩn xanh có thể có tốc độ hoàn thiện chậm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh chi phí và khả năng thanh khoản bởi vậy tiềm năng sinh lời của bất động sản này là một bài toán khó trong chiến lược đầu tư bền vững Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm mục đích né thuế hoặc mục đích khác, trên thực tế phần lớn các giao dịch bất động sản đều xảy ra tình trạng mua bán hai giá, nghĩa là giá mua thực tế và giá ghi trong hợp đồng mua bán có sự chênh lệch với nhau. Theo các chuyên gia và các luật sư chia sẻ, điều này sẽ gây rủi ro cho cả bên mua hoặc bán nếu có tranh chấp xảy ra, thậm chí mất trắng số tiền không được ghi trong hợp đồng. Trên trang 2 báo Lao động có bài viết bằng về nội dung này với tiêu đề là siết chặt kê khai mua bán bất động sản hai giá. Thông thường khi giao dịch mua bán nhà đất, người bán phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 2%, tính trên giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng. Nhiều người khi bán nhà với số tiền giao dịch khá lớn, họ đã không ngần ngại thỏa thuận với nhau theo hình thức bán nhà hai giá để thoát được số tiền thuế phải nộp. Việc làm này diễn ra phổ biến từ các giao dịch mua bán nhà giữa người dân với nhau trên đến việc mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Thế Điệp cho rằng, người mua chấp nhận dù biết phạm luật, một phần do cơ chế hiện nay chưa thật sự chặt chẽ. Hiện chỉ có một phương pháp tính thuế là đánh thuế thu nhập cá nhân 2% trên giá trị hợp đồng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Luật sư Nguyễn Huy An đến từ đoàn luật sư Hà Nội cho biết, hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng dù đã được công chứng nhưng vẫn có thể bị tòa tuyên vô hiệu vì hợp đồng khi được xác lập nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước khi hợp đồng bị tòa án tuyên vô hiệu thì các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận nếu điều đó xảy ra đương nhiên đây là sự thiệt thòi lớn đối với người mua có thể người bán sẵn sàng trả lại tiền cho người mua nhưng sẽ chỉ trả lại số tiền ghi trong hợp đồng